Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu. Trong ngày một khiếu khởi tìm cầu, con nay nghe Thái Chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bồ Tát An Lạc quyển 5, phẩm 14. Chúng sinh và Phật. Bấy giờ, nơi tòa ngồi của một vị Bồ Tát tên là Phân Biệt Thuyết Thí, đối với hết thảy vô lượng chư Phật Thế Tôn thường tạo gốc của các đức, liền rời chỗ ngồi đứng dậy đến trước Đức Phật cung kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, lành thay, vẫn có các bậc Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác, đối với quá khứ, hiện tại và vị lai, trong một lúc, một ngày, biết rõ về ba việc của quá khứ cùng ba việc của hiện tại vị lai và được thành Phật chăng? Đức Phật nói: Không được. Vì sao? Vì Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác theo sự biến hóa kia mà xem thấy, nhận biết về quốc độ, luôn thích ứng với chúng sinh nên mới có được chỗ thành tựu như vậy. Cũng như các vị Đại Bồ Tát không lấy quốc độ làm quốc độ, không lấy chúng sinh làm chúng sinh, phân biệt pháp giới là chúng sinh của pháp trí. Thần trí của Như Lai không phải là trí thức thế tục. Trí thức thế tục ấy từ cõi dục cõi sắc cho tới cõi trời hữu tưởng vô tưởng, với mọi sự hiểu biết đó đều gọi là trí thức thế tục. Như Lai vô thượng chánh giác hiện nay là đã vượt qua trí tuệ ấy, làm sao từ các pháp có sinh có diệt mà thành được Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác? Việc ấy là không thể có. Vì sao? Vì Như Lai là như như. Như Lai là như như ấy, bao gồm thế giới như, tánh của các pháp là như, chẳng thể nghĩ bàn là như. Vị Lai là như, ở nơi số lượng kiếp của thế giới ấy là như, số kiếp của Như Lai là như, nhất như, bất nhị như, cũng chẳng sinh chẳng diệt, cũng không gắn bó hay đoạn lìa. Chư Phật Thế Tôn, với chốn tạo ra chánh hiệu, đối với số kiếp ấy là vô hạn lượng, chẳng thể nói bày, ghi nhớ. Chẳng thấy có dài, ngắn, chẳng thấy có sinh diệt. Thế nào gọi là các pháp được pháp giấy sinh giấy khởi? Vô hình ảnh, chẳng thể thấy vị lai, vì chưa giấy khởi, không ghi nhớ, chẳng thấy có ghi nhớ, như các pháp vô hình, với vô số loại khác nhau, danh cú, thân cũng như thế. Vị thân cũng như thế, không có mỗi mỗi danh thân như nhau, không có mỗi mỗi vị thân như nhau. Vì sao? Vì tất cả các pháp mỗi mỗi đều là hư không, cũng chẳng có thiện ác, cũng chẳng có phước hay chẳng phải chẳng có phước, hoặc có hành hoặc không hành. Bây giờ có vị Bồ Tát tên là Vô Tận Tuệ đã đạt được tánh không như như trước hết các pháp, liền rời chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật cung kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, con nay xin gắng nhận lấy việc đứng trước Đức Như Lai nói về có hành, không hành như tánh không, pháp như như. Đức Phật nói: lành thay, này vị tộc tánh tự, Bồ Tát có việc nêu bày theo ý mình. Bồ Tát Vô Tận Tuệ thưa: Kính bạch Thế Tôn, nếu có các hàng thiền nam thiền nữ tu tập hữu hành vô hành, thì liền có thể đạt được đầy đủ tất cả các pháp, thành tựu đạo quả vô thượng chánh giác. Thế nào là hữu hành vô hành? Vô hành, các pháp là chẳng sinh chẳng diệt, không có quá khứ, hiện tại, vị lai, đó gọi là vô hành. Khẳng định trọn vẹn về các pháp phân biệt và quá khứ, hiện tại, vị lai, đó gọi là Bồ Tát hữu hành. Có vô lượng chân thân, không thấy được gốc ngọn. Có vô lượng cứu thân, không thể nhận thấy gốc ngọn. Vô lượng vị thân, không thể nhận thấy gốc ngọn. Đó gọi là Bồ Tát vô hành. Nếu có các hàng thiện nam thiện nữ nhận biết về các pháp, trong ba đời đều có sinh có diệt, ở trong ấy đã phân biệt được lãnh hội chúng, đều là không chúng có. Đó gọi là Bồ Tát hữu hành. Bây giờ Bồ Tát Vô Tận Tuệ thưa: Kính bạch Thế Tôn, đối với các pháp chưa được rốt ráo, thì dốc khiến cho được rốt ráo. Các pháp chưa được hoàn toàn tịch diệt, thì khiến được tịch diệt viên mãn. Đó gọi là Bồ Tát vô hành. Nếu có các vị Đại Bồ Tát, đối với quá khứ, hiện tại, vị tương lai, chẳng thấy có lượng, không lượng, đó gọi là Bồ Tát hữu hành. Lại nữa là các vị thiện nam, thiện nữ, từ lúc mới bắt đầu phát tâm Bồ Đề, thực hiện đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, không bày tỏ sự nêu xưng than về vui khổ, trong ấy với các nét lời xen, lời suy khen chê ngọt ngào an lạc, đó gọi là Bồ Tát hữu hành. Như hết thảy chúng sinh trong khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới đều cùng một tâm ý để phân biệt và các pháp đoạn diệt trong ba đời, đó gọi là Bồ Tát hữu hành. Lại nữa này, các vị thiện nam thiện nữ,
Bồ Tát ở trong vô lượng kiếp dốc sinh tu tập khổ hành là nhằm để được nghe và lãnh hội ngôn giáo của Đức Như Lai, đó gọi là Bồ Tát vô hành. Này các vị thiện nam thiện nữ, thực hành bốn tâm vô lượng, không lấy sự thể hiện bốn tâm ấy để tự ca ngợi, đó gọi là Bồ Tát hữu hành. Không bị nhiễm, chẳng bị cấu, dứt mọi phân biệt về quá khứ, hiện tại, vị lai, đó gọi là Bồ Tát vô hành. Đó có các vị thiện nam thiện nữ lãnh hội các pháp, chẳng phải có nghĩa, chẳng phải không nghĩa, chẳng phải có thành, chẳng phải không thành, cũng chẳng có dối nhau, cũng chẳng không dối nhau, đó gọi là Bồ Tát hữu hành. Hoặc tạo nên quốc độ thanh tịnh, không còn cấu nhiễm, hoặc tự chẳng thấy quốc độ có chỗ thành tựu, đó gọi là Bồ Tát vô hành. Là như đối với các pháp không sinh vọng kiến, mà không hề giấy khởi, dùng các pháp vô tận để có thể tự trang nghiêm cho mình, đó gọi là hữu hành. Cũng chẳng có, cũng chẳng không, đó gọi là Bồ Tát vô hành. Là nữa là các vị thiện nam thiện nữ, xem một quốc độ như hư không chẳng khác, đem một cõi khác làm lệ thuộc vào một quốc độ, đó gọi là Bồ Tát hữu hành. Lại tự mình xem xét nhận biết về gốc của chư Phật, là Bồ Tát trong ba đời có quá khứ, hiện tại và vị lai, đó gọi là Bồ Tát vô hành. Lại nữa này các vị tập tánh tử, nếu có các vị thiện nam, thiện nữ, mỗi mối đều nhận rõ, cõi chẳng phải là cõi của ta, đời chẳng phải là đời của ta, những sở hữu chẳng phải là sở hữu của ta, đó gọi là Bồ Tát hữu hành. Lại nữa này các vị tập tánh tử, nhận rõ về ba cõi hành hóa theo hướng không chủng hành, chẳng thấy có tạo tác, cũng chẳng thấy không tạo tác, đó gọi là Bồ Tát vô hành. Bây giờ Như Lai hỏi Bồ Tát vô tận tuệ, Bồ Tát đã an trụ nơi các pháp nào để nêu bày như vậy? Vô hành khởi lên từ nơi hữu hành dấy lên từ vô hành. Vậy thì do cái gì để theo Như Lai mà tự nêu bày về hữu hành vô hành? Bồ Tát vô tận tuệ thưa với Đức Phật, kính bạch Thế Tôn, từ gốc tự giác ngộ như này có được đạo quả đầu tiên, kính mong Đức Thế Tôn diễn giảng rộng khắp để bày thông suốt hơn nữa. Đức Phật nói: lành thay, này vị thiện nam, như Bồ Tát vừa nói, hãy khéo suy nghĩ ghi nhớ. Hôm nay Như Lai sẽ vì Bồ Tát mà diễn giải rộng về giáo pháp ấy. Này các vị tập tánh tử, ý ông nghĩ sao? Gốc phát tâm của Bồ Tát nhằm thành tựu được đạo quả vô thượng Bồ Đề là từ hữu hành hay vô hành? Bồ Tát vô tận tuệ thưa: kính bạch Thế Tôn, con chẳng từ nẻo hữu hành, cũng chẳng từ vô hành. Đức Phật nói: này vị tập tánh tử, nó chẳng từ nơi hữu hành, cũng chẳng từ vô hành, thì lấy gì để thành tựu đạo quả vô thượng chánh giác? Bồ Tát vô tận tuệ thưa: kính bạch Thế Tôn, hữu là như như, mà vô cũng như như, vì thế mà không theo hữu hành, cũng không theo vô hành. Đức Phật nói: do đâu mà từ gốc Bồ Tát đã không đeo câu hỏi ấy? Ta trước đã nói về hữu hành và vô hành. Kinh Bồ Tát An Lạc quyển 5, phẩm 15 nói về gốc ngọn. Bây giờ Đức Thế Tôn vì muốn thể hiện các hạnh của Bồ Tát, liền nhập pháp tam muội bản tịnh, nhằm khiến cho hết thảy chúng sinh đều thấy được gốc ngọn của các pháp nơi ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai, lại còn khiến cho chúng sinh thấy được vô lượng chư Phật Thế Tôn cùng với vô lượng thế giới của chư Phật, với những cái gì đã thành tựu hay không thành tựu. Hoặc từ địa thứ nhất cho đến địa thứ 10, có thân hành hiện tại hay chẳng có thân hành hiện tại, đều khiến cho tất cả chúng sinh mọi mỗi đều nhận rõ. Bây giờ Đức Như Lai là bậc vô thượng chánh giác, nhất sạch mọi vướng chấp, nhằm muốn hóa độ chúng sinh, nên liền mỉm cười, từ nơi tướng mặt phát ra ánh hào quang lớn, tỏa chiếu đến vô lượng hàng xa quốc các quốc độ. Từ cõi dục cho đến cõi trời hữu tưởng vô tưởng, ta đều trông thấy ánh sáng ấy. Ở nơi các luồng hào quang đó đã phát ra lời diễn giảng về cội nguồn của vô lượng chúng sinh. Thế nào gọi là gốc ngọn của chúng sinh? Này các vị thiện nam thiện nữ, dốc lòng tu tập một pháp liền có thể đạt được đầy đủ vô lượng trí tuệ, làm thanh tịnh cõi Phật và giáo hóa chúng sinh. Lúc này Đức Thế Tôn bảo các vị trong chúng hội, những người dốc lòng tu tập dứt mọi vướng chấp. Thế nào gọi là hành để dứt mọi vướng chấp? Từ lúc mới phát tâm cho đến khi thành tựu đạo quả vô thượng, có 54 pháp hành không dứt mọi vướng chấp.
Đối với khách hàng thiện nam, thiện nữ, phải nên luôn nhớ nghĩ không hề xa lìa, dù là trong chốc lát, những gì là 54 pháp. Đó là phân biệt năm ấm. Giấy khởi cũng rõ là giấy khởi, diệt mất cũng rõ là diệt mất. Nhưng năm ấm ấy có sinh và không sinh, có hạnh thánh và không có hạnh thánh, có quán không và không có quán không. Nói các vị thiện nam thiện nữ nhận rõ được năm ấm do đâu mà sinh, do đâu mà diệt. Như về sắc thì gốc là không sinh, còn như nay là có sinh, lãnh hội sắc là chẳng phải có, chẳng phải không. Hoặc là sắc là có, hoặc có sắc là không. Sắc của ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai cũng là cũng như thế. Gốc là không có sắc, không thấy gốc của sắc. Ở trong quá khứ không thấy sắc quá khứ, ở trong vị lai không thấy sắc vị lai, ở trong hiện tại không thấy sắc hiện tại. Sắc quá khứ chẳng phải là sắc hiện tại, chẳng phải là sắc vị lai. Sắc vị lai chẳng phải là sắc quá khứ, chẳng phải là sắc hiện tại. Sắc hiện tại chẳng phải là sắc quá khứ, chẳng phải là sắc vị lai. Đại Bồ Tát đều có thể phân biệt tường tận và mọi thảy thấu rõ. Lại nữa là các vị thiện nam thiện nữ, phân biệt pháp thống, lãnh hội rõ pháp ấy là không có chốn giấy khởi. Xem xét thống quá khứ là không có thống ấy, còn biết là thống ấy chẳng phải của quá khứ. Thống quá khứ chẳng phải là thống vị lai hiện tại. Thống vị lai chẳng phải là thống quá khứ hiện tại. Thống hiện tại chẳng phải thống quá khứ vị lai. Vì sao? Vì thống vị lai gốc là không có thống ấy. Nếu các vị thiện nam thiện nữ xem biết thống hiện tại cũng khác với thống trước đấy, cũng khác với thống sau đó, chẳng phải thống quá khứ, chẳng phải thống vị lai, thống cũng chẳng tự nhận biết về mình. Nhân sau đấy mới biết là gốc tịnh, ngọn cũng tịnh. Nếu các vị thiện nam thiện nữ lại nên tư duy về tưởng của năm ấm quá khứ, gốc các pháp là không có tưởng ấy. Tưởng năm ấm quá khứ không rõ tưởng vị lai hiện tại, tưởng vị lai không rõ tưởng quá khứ hiện tại, tưởng hiện tại không rõ tưởng quá khứ vị lai, tưởng là không có tưởng. Nếu các vị thiện nam thiện nữ ở trong vị lai phân biệt tưởng vị lai, tưởng vị lai chẳng tự biết về tưởng vị lai, tưởng vị lai cũng không rõ tưởng quá khứ hiện tại, tưởng quá khứ vị lai chẳng biết về vị lai, tưởng quá khứ không rõ tưởng vị lai hiện tại. Nếu các hàng thiện nam thiện nữ ở trong hiện tại nhận rõ tưởng quá khứ là cũng không có tưởng quá khứ, nhận rõ tưởng vị lai cũng không có tưởng vị lai, nhận rõ tưởng hiện tại cũng không có tưởng hiện tại. Đối với hiện tại, quá khứ cũng không có tưởng quá khứ. Đối với vị lai, hiện tại vị lai cũng không có tưởng hiện tại vị lai. Đối với tưởng hiện tại cũng không có tưởng. Nếu các hàng thiện nam thiện nữ đối với quá khứ nhận rõ hành của năm ấm cho đâu sinh, là cho đâu mà diệt. Hành quá khứ cũng chẳng có hành. Nhận rõ hành quá khứ chẳng phải là hành quá khứ. Hành quá khứ chẳng phải là hành vị lai, chẳng phải là hành hiện tại. Hành hiện tại chẳng phải là hành quá khứ, chẳng phải là hành vị lai. Hành quá khứ vị lai cũng chẳng phải là hành quá khứ vị lai. Hành quá khứ hiện tại chẳng phải là hành quá khứ hiện tại. Vì sao? Vì hành gốc là không chúng có, cũng không có hành. Nếu các hàng thiện nam thiện nữ ở trong vị lai liền có đầy đủ các hành vị lai, ở trong hành vị lai không thấy có hành quá khứ, cũng không có thấy có hành hiện tại. Ở trong vị lai không thấy có hành vị lai quá khứ, không thấy có vị lai. Hành hiện tại cũng không thấy hành vị lai hiện tại. Vì sao? Vì gốc không có hành ấy. Nếu các hàng thiện nam thiện nữ ở trong hiện tại lại nhận rõ hành quá khứ, cũng không có hành quá khứ, cũng không có hành vị lai và hành hiện tại. Ở nơi hành hiện tại, xem xét các hành hiện tại, quá khứ cũng không thấy có hành hiện tại quá khứ. Ở nơi hiện tại, xem xét hành hiện tại, vị lai cũng không thấy có hành hiện tại vị lai. Từ đó xem và thấu tỏ các hành tại là không thực có. Nhờ các hàng thiện nam thiện nữ ở trong quá khứ xem xét về thức quá khứ cũng không thấy có thức quá khứ. Đối với thức vị lai cũng không thấy có thức vị lai. Ở nơi thức hiện tại cũng không thấy có thức hiện tại. Ở nơi thức quá khứ cũng không thấy có thức quá khứ vị lai. Ở trong quá khứ cũng không thấy có thức quá khứ hiện tại, cũng không thấy có thức. Như các hàng thiện nam thiện nữ ở trong vị lai không thấy có thức quá khứ, thức vị lai.
Ở trong vị lai chẳng thấy có thức vị lai quá khứ, chẳng thấy thức vị lai hiện tại như các thiện nam, thiện nữ. Ở nơi thức hiện tại không thấy có thức quá khứ, không thấy có thức vị lai. Ở trong hiện tại không thấy có thức hiện tại quá khứ, không thấy thức vị lai trong hiện tại. Đó gọi là các hàng thiện nam thiện nữ, để nhận rõ gốc ngọn của năm ấm là không. Phẩm 16 chẳng phải có thức, chẳng phải không thức. Bây giờ Bồ Tát hình tượng hình hưởng thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, con đã dốc lòng nghe Đức Như Lai vô thượng chánh giác thuyết giảng về cội rễ của chúng sinh. Cho con hôm nay muốn nương theo uy thần của Đức Như Lai nói về hữu thức, vô thức. Kính mong Đức Thế Tôn chấp thuận cho con mới dám nêu bài. Đức Phật nói: Này vị Thập Thánh Tử, cứ vui vẻ nêu bài đầy đủ. Bồ Tát hình hưởng liền ở trước Phật đọc bài kệ tán dương Phật. Thế Tôn thệ nguyện lớn, rõ cội nguồn chúng sinh, hôm nay đã được nghe thần tuân miệng lời dạy, gốc theo vô số Phật luôn cầu nghe pháp quý, nên nghe thánh tuân dạy lãnh hội nẻo hữu vô. Xưa con vô số kiếp phụng sở bậc thánh tôn, như con nay đã đạt diệu âm hưởng bậc nhất, tướng cũng chẳng có tướng, cũng không thấy có không, không bụi không có nhiễm, nay hiệu nhân trung tôn, đời người gốc không sinh, huống con lại có sinh, do con ý vô sinh muốn tuyết gốc tuệ nhỏ, chẳng dám đem tình ngu diễn rộng lời Phật dạy. Tự nhớ xưa gốc hành, chấp nghe chẳng dám nhờ, sinh tử thật không lường, thân mạng luôn nối tiếp, dứt trọn vẹn hồ nghi, xin được bày lời tụng. Bồ Tát hình hưởng đọc xong bài kệ ấy liền đến trước Đức Phật cung kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, lãnh hội diệu nghĩa bậc nhất là không phân biệt thức này thức kia, đó gọi là hữu thức vô thức, không thấy có hành chấp, không thấy chẳng có hành chấp, các pháp nhất tướng đều là không, đều là có, đó gọi là đại Bồ Tát hữu thức vô thức phân biệt về tộc họ. Thức ấy là thanh tịnh, thức ấy là chẳng phải thanh tịnh. Tướng tốt của ta là thành tựu, tướng tốt của kẻ kia là chẳng thành tựu. Thảy đều xem xét thấu đạt là không chúng có. Đó gọi là Đại Bồ Tát hữu thức vô thức phân biệt. Thời tiết trông thấy chư Phật, kiếp này có Phật, kiếp kia không có Phật. Không lấy việc có Phật mà mang lòng vui mừng, chẳng do không có Phật mà lại lo buồn. Đó gọi là Bồ Tát hữu thức vô thức. Ta lại quan sát và nhận thấy các loài chúng sinh có sử dụng các pháp phương tiện, không sử dụng các phương tiện, ở trong ấy không hề giấy hành tưởng. Đó gọi là Bồ Tát hữu thức, vô thức. Lại quan sát chúng sinh và biết rõ về thời gian, tuổi tác với số lượng và giới hạn của chúng. Và có chúng sinh thích hợp từ kiếp trước mà được hóa độ, là có chúng sinh thích hợp theo kiếp sau mà được hóa độ, và có chúng sinh thích hợp từ kiếp hiện tại mà được hóa độ. Cũng chẳng thấy kiếp ấy là có hóa độ không hóa độ. Đó gọi là Bồ Tát hữu thức vô thức. Bây giờ có vị Bồ Tát tên là Chúng Tướng Cụ Túc liền rời chỗ ngồi đứng dậy đến trước Đức Phật cung kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, con cũng xin cố gắng nhận lấy việc đứng trước Đức Như Lai nói về hữu thức vô thức. Bồ Tát Chúng Tướng Cụ Túc liền đọc bài kệ: Nơi hàng xa chư Phật, tạo nên các đức ấy. Tâm nhớ bậc giác ngộ, chứa hình rõ mạng trước, không chấp ta người tọ, sinh tử dứt của rễ, tướng đạo chẳng hình sắc, nay gặp nhân trung tôn, ba đời tuệ bình đẳng, chẳng thức chẳng không thức, hành dứt chẳng tạo hành, mới thọ mạng đệ tử, một thức cũng không rời, giác ngộ pháp sâu xa, vượt qua các cõi Phật, nơi vô luận Phật độ, gốc từ vô số đời, ngay giảng nên được ngộ, nguyện nơi trước Như Lai, xin đeo thức vô thức, nhận đó pháp thâm diệu, nay gặp nhân trung tôn, đạt trọn cảnh nê hoàng, xin được bày lời tụng. Bồ Tát Chúng Tướng Cụ Túc đọc xong bài kệ liền thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, như con hiện nay là hiểu là đầy đủ các tướng. Tướng khởi chẳng rõ tướng khởi, tướng diệt chẳng biết tướng diệt. Đó gọi là Đại Bồ Tát hữu thức vô thức. Bồ Tát Chúng Tướng Cụ Túc thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, như con tự suy niệm, xưa từng theo đức
xưa từng theo đức thích tuệ Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác, được nghe thuyết giảng về pháp quan trọng này. Nhờ có các chúng sinh từ lúc mới phát tâm cầu đạt bồ đề cho tới khi thành Phật đều chẳng thấy có hình tướng của thức, đó gọi là Bồ Tát hữu thức vô thức. Nếu các hàng thiện nam thiện nữ mà mỗi phân biệt sáu trần sáu nhập, biết các trần quá khứ chẳng phải là trần quá khứ, biết các trần vị lai chẳng phải là trần vị lai, rõ trần hiện tại chẳng phải là trần hiện tại, ở trong ấy không hề giải tưởng chấp về chúng, đó gọi là Bồ Tát hữu thức vô thức. Lúc này có Bồ Tát chủng tánh sinh thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, hôm nay ở trước Đức Như Lai đã được nghe Bồ Tát hình hưởng nói về hữu thức vô thức, đã nghe Bồ Tát chúng tướng của túc còn nói về pháp ấy. Vậy thì kính bạch Thế Tôn, chỗ gọi là thức, thế nào là thức? Đức Phật nói: Cũng như hư không vậy. Bồ Tát chủng tánh sinh lại thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, thế nào gọi là như hư không? Đức Phật nói: Đó là chẳng sinh, chẳng diệt, không gắn bó vướng hay đoạn lìa dứt bỏ. Bồ Tát chủng tánh sinh thưa: Kính bạch Thế Tôn, con nay xin hỏi Như Lai về chỗ cháy khởi của thức, có phải do quả báo từ hư không đối với ta chăng? Đức Phật nói: Không phải thế. Ta nay thuyết giảng thức là chẳng phải có, chẳng phải không, nên gọi là hữu thức vô thức. Bồ Tát chủng tánh sinh thưa: Kính bạch Thế Tôn, tức là hữu tướng hay vô tướng? Đức Phật nói: Thức chẳng phải là hữu tướng, chẳng phải là vô tướng. Bồ Tát chủng tánh sinh thưa: Vì sao nói là thức chẳng phải hữu tướng, chẳng phải vô tướng? Đức Phật nói: Gốc chẳng hữu tướng, cũng chẳng phải là tướng hiện nay, nên gọi là thức gốc chẳng phải là thức hiện nay, thức hiện nay chẳng phải là thức gốc, nên gọi là thức chẳng phải hữu tướng, chẳng phải vô tướng. Bây giờ Bồ Tát chủng tánh sinh thưa với Đức Phật: Thế thì cũng được nói rằng hữu tướng chẳng phải là thức, vô tướng chẳng phải là thức. Vì sao vì thức là thức? Đức Phật nói: Tùy theo chỗ giới khởi của thức, thức khởi thì khởi, thức diệt thì diệt. Vì thế nên cho là chẳng phải có tướng, chẳng phải không tướng. Đức Phật bảo vị tập tánh tử: Thế nào, này Bồ Tát chủng tánh sinh, Bồ Tát hiện đã nhận rõ chăng? Thưa, chưa nhận rõ. Vì sao? Vì vô hình vô tượng chẳng phải hiện tại có, chẳng phải quá khứ có, chẳng phải vị lai có. Đức Phật nói: Bồ Tát đã tự nói thức là không có thức, chẳng phải hiện nay, chẳng phải vị lai, chẳng phải quá khứ. Vậy cái hiện nay Bồ Tát nói là cái gì? Thưa, bốn nói là thức chân, chủng tánh sinh chân. Đức Phật nói: Ta không hỏi thức ấy sinh ra từ Bồ Tát, chỉ hỏi thức là hữu hay là vô. Thưa, thức chẳng phải là hữu, chẳng phải là vô. Đức Phật bảo: Đúng vậy, đúng vậy. Bây giờ Bồ Tát chủng tánh sinh thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, như hiện nay Đức Như Lai vô thượng chánh giác là từ nơi thức để nói có không, hay là không tùy nơi thức để nói có không? Đức Phật nói: Bồ Tát đã dùng những ý nghĩa gì để hỏi Như Lai? Bồ Tát chủng tánh xin thưa: Con đã hướng đến Như Lai để hỏi. Đức Phật nói: Bồ Tát hiện nay nói về hữu thức vô thức chăng? Cái hữu là của vị lai hiện tại hay của hay quá khứ? Cái vô cũng là của vị lai hiện tại hay quá khứ? Bồ Tát chủng tánh xin thưa: Các bậc Thế Tôn, con xin thưa là không vậy. Như hiện nay Thế Tôn nói cũng không là thức hiện nay, vị lai và quá khứ. Con cùng với Như Lai nhận thức về cái hiện có là ở đâu? Đức Phật nói: Ta trước đã nói về chẳng phải hữu thức, chẳng phải vô thức. Chính vì Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác dùng từng ấy các pháp để giác ngộ chúng sinh. Này vị tập tánh tử, vì thế mà nếu có các hàng thiện nam thiện nữ lãnh hội được thể tính của các pháp ấy, thì liền có được đầy đủ tất cả các pháp. Bây giờ có vị Bồ Tát tên là Lực Thịnh liền rời chỗ ngồi đứng dậy đến trước Đức Phật cung kính thưa: Con cũng xin cố gắng nhận lấy việc nói về hữu thức vô thức. Bồ Tát Lực Thịnh liền ở trước Đức Phật đọc bài tụng: Gốc từ mười lực quý,
nghe hữu thức vô thức, tám nẻo đường thánh hiền, diễn thông tuệ dứt ngại, âm thanh mỗi mỗi khác, cõi chúng sanh chẳng đồng, thí ân dứt mọi tưởng, sân hiệu là mười lực, nhờ con sau thành Phật, nhận rõ mọi pháp giới, từ một hành không hai, kính mong được nói thức, gốc đạo từ ta sinh, do ta chẳng sinh tức, dứt chấp không suy tưởng, chẳng hữu thức vô thức, chúa nhỏ đến nẻo lớn. Mới tự đạt giác ngộ, sinh tử chẳng thể lường, thân thức há lại tận, có nay thừa uy thần, ít muốn tự diễn thuyết, kính mong nơi Thế Tôn được gần mọi Phật tạng. Bồ Tát Lực Thịnh đọc bạc kệ ấy, liền thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, do các Bồ Tát nhận rõ về mười lực của Như Lai là chẳng thể hủy hoại. Những gì là mười lực của Như Lai chẳng thể hủy hoại? Một, Như Lai phát tâm cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là chẳng có thể hủy hoại, đó gọi là Bồ Tát hữu thức vô thức, là biết rõ sự hòa hợp bị thử, không còn thấy có gốc ngọn, đó gọi là Bồ Tát hữu thức vô thức. Quan sát về góc hành của chúng sinh, thấu tỏ lẽ tự nhiên nên mới rõ vô lượng từ nẻo gốc đến nay, đó gọi là Bồ Tát hữu thức vô thức. Hết thảy các pháp gốc là không có hình tướng, do sự tích chứa của si mê nên lầm sinh thức ấy, nhận rõ sự si mê đó, chẳng biết về chốn từ đấy mà giấy khỏi diệt mất, đó gọi là Bồ Tát hữu thức vô thức. Nhận rõ các trí có pháp là gốc của hành, từ chỗ có sáng suốt trở lại rơi vào chốn bốn chỗ điên đảo, ở nơi bốn điên đảo ấy nhận rõ là huyễn hóa, cũng không thấy có đảo, cũng chẳng thấy chẳng phải đảo, đó gọi là Bồ Tát hữu thức vô thức. Là ở nơi bốn pháp quan sát gốc ngọn của chúng sinh, năm hành gồm đủ nên liền có thể tư duy, tức thành năm sự. Nếu có các hàng tiền năm tiền nữ ở nơi gốc không hành ấy, hành theo nẻo không có hành, những gì là năm? Một, niệm. Hai, chuyển niệm. Ba, gốc. Bốn, si mê. Năm, vô tận. Đó gọi là Bồ Tát hữu thức vô thức. Lại có pháp thức chẳng thể nghĩ bàn, khỏi phải dùng các phương tiện quyền xảo, cũng chẳng phải là chốn con người có thể đo lường được. Có bốn sự hành, thấy được quốc độ của chư Phật có sinh khởi hoại diệt, để có thể thành tựu và không còn thấy có sinh diệt, đó gọi là Bồ Tát hữu thức vô thức. Như Lai vô thượng chánh giác quan sát về quá khứ hiện tại vị lai của không thể có gốc rễ của quá khứ hiện tại vị lai. Nếu sinh vào năm nẻo, thọ lấy hình tướng chúng sinh ở năm nẻo ấy, thì nhận rõ được năm nẻo sinh tử là tùy theo chốn nhập kia, là có thể phân biệt sự thọ nhận các căn hữu hình và vô hình. Nếu Đại Bồ Tát đã thọ thiên căn thì chẳng thọ long căn. Tuy nhiên, muốn thọ long căn thì liền có thể giáng xuống những trận mưa pháp. Nếu các hàng thiện nam thiện nữ được căn duyệt xoa và liệt căn duyệt xoa ấy, nhận lấy căn A Tu Luân là có thể có đầy đủ hữu thức, vô thức. Bỏ căn A Tu Luân ấy thì nhận lấy căn Càn Đạp Hòa kia. Liệt bỏ căn ấy xong thì liền có thể có đầy đủ hữu thức, vô thức. Chân Đà La Ma Hô Lạc Nhân cùng với nhân cũng là như vậy. Đó gọi là Đại Bồ Tát thông đạt pháp tạng chẳng thể nghĩ bàn. Phẩm 17 nói về vô lượng. Lại nữa này các vị thiện nam thiện nữ, Đại Bồ Tát có thể nhận biết tường tận và giáo pháp được nêu giảng của chư Phật có định hữu lượng và vô lượng. Này các vị tập tánh tử, Đại Bồ Tát nhận pháp tâm muội ấy của chư Phật Thế Tôn thì sẽ biết rõ về nẻo giáo pháp được nêu giảng của chư Phật là hữu lượng vô lượng, có thể nhận biết đầy đủ về sự thuyết giảng của chư Phật đối với khẩu hành, thân hành và ý hành, hoặc lại thể hiện vô hóa đến khắp mười phương thế giới, hóa độ ở phương đông, giới vô lượng thế giới, hóa độ khắp chốn khắp cõi, không làm mất các giáo pháp được nêu giảng của chư Phật ở phương đông, hóa độ vô lượng thế giới ở phương nam, hóa độ khắp chốn khắp cõi, không làm mất các giáo pháp được nêu giảng của chư Phật đối với phương nam, hóa độ vô lượng thế giới ở phương tây, hóa độ khắp chốn khắp cõi, không làm mất các giáo pháp được nêu giảng của chư Phật đối với phương tây. Cùng hóa độ vô lượng thế giới nơi phương Bắc, hóa độ khắp chốn khắp cõi, cũng không làm mất các giáo pháp được nêu giảng ở phương Bắc của chư Phật. Lại hóa độ vô lượng thế giới ở phương Đông Bắc,
hóa độ khắp chốn khắp cõi, cũng không làm mất các giáo pháp được nói giảng của chư Phật ở phương này. Lại hóa độ vô lượng thế giới ở phương đông nam, hóa độ khắp chốn khắp cõi, cũng không làm mất các giáo pháp được nêu giảng ở phương ấy của chư Phật. Lại hóa độ vô lượng thế giới ở phương tây nam, hóa độ khắp chốn khắp nẻo, nhưng không làm mất các giáo pháp được nêu giảng của chư Phật đối với phương đó. Cũng hóa độ vô lượng thế giới ở phương tây bắc, hóa độ khắp chốn khắp cõi, cũng không để mất các giáo pháp được nêu giảng của chư Phật ở phương ấy. Lại đi đến vô lượng thế giới ở phương trên, hóa độ khắp chốn khắp cõi, không làm mất các giáo pháp được nêu giảng của chư Phật ở phương này. Là đến phương dưới với vô lượng thế giới, nhằm hóa độ khắp chốn khắp cõi, cũng không làm mất các giáo pháp được nêu giảng của chư Phật ở phương đó. Bây giờ Đức Thế Tôn liền hiện tướng lỗi rộng dài, từ đấy phóng ra ánh hào quang lớn tỏa chiếu khắp vô số thế giới trong mười phương, để khiến cho toàn chúng hội được nghe Đức Như Lai vô thượng chánh giác thuyết giảng các giáo pháp được nêu bày hết sức thâm diệu, nhằm hóa độ khắp chốn khắp cõi. Này các vị tộc tánh tử, tộc tánh nữ, nếu đạt được 18 phép ánh sáng trí tuệ ấy, thì liền có thể có được đầy đủ mọi giáo pháp được nêu giảng của Như Lai, có thể khiến cho có cõi mà chẳng phải tưởng về cõi ấy, có thể khiến cho chẳng phải cõi mà có tưởng về cõi đó. Ở đời thế giới ấy thuyết giảng một pháp quán, đó gọi là các hàng thiền nam, thiền nữ. Đối với 18 pháp ánh sáng trí tuệ thành tựu được một pháp. Lại nữa là các vị thiền nam, thiền nữ có thể tham dự thấu rõ về vô số việc ở thế gian, ở đời vị lai, cũng biết được quá khứ hiện tại Phật chẳng phải là Phật, Bồ Tát chẳng phải là Bồ Tát. Đó gọi là Bồ Tát ở đó 18 pháp ánh sáng trí tuệ thành tựu được hai pháp. Lại nữa này các vị thiện nam thiện nữ, đối với vô lượng quá khứ không thấy duyên, không có số lượng, đối với tận chẳng thấy có tận, đối với khởi chẳng thấy có khởi giấy, đó gọi là Bồ Tát ở nơi 18 pháp ánh sáng trí tuệ thành tựu được ba pháp. Lại nữa này vị thiện nam thiện nữ, phân biệt rõ trong ngoài đối với bốn hành khác thường, ở trong đó tự quan sát về hành thân một cách đầy đủ, đó gọi là Bồ Tát ở nơi 18 pháp ánh sáng trí tuệ thành tựu được bốn pháp. Lại nữa là các vị thiện nam thiện nữ, cảnh giới của Phật là vô lượng chẳng thể nghĩ bàn, nên liền có thể phân biệt rõ về hai việc của chư Phật đối với si ái, thể đều thấy rõ tánh không. Đó gọi là các hàng thiện nam thiện nữ ở nơi 18 pháp ánh sáng trí tuệ đã thành tựu được năm pháp. Lại nữa là các vị thiện nam thiện nữ, như có thể mỗi mỗi quan sát về trong ngoài đều là không. Ta chẳng phải là sở hữu của kẻ kia chẳng phải là sở hữu của ta. Mỗi mối đều thấu đạt lẽ không tịch và là không thực có. Đó gọi là các hàng thiện nam, thiện nữ. Đối với 18 pháp ánh sáng trí tuệ đã thành tựu được 6 pháp. Lại nữa này các vị tộc tánh tử, hư không là vô tướng. Chẳng có thể dùng từ hư không ấy để tạo ra các tướng. Ở trong đó tự nhận rõ thân cũng như hư không kia. Đó gọi là các hàng thiện nam thiện nữ. Đối với 18 pháp ánh sáng trí tuệ đã thành tựu được 7 pháp. Lại nữa này các vị thiện nam thiện nữ, đối với các loài hữu hình hoặc vô hình, có thanh hay không thanh, ở trong ấy nhận rõ thể là không chủ có. Đó gọi là các hàng thiện nam thiện nữ. Đối với 18 pháp ánh sáng trí tuệ đã thành tựu được 8 pháp. Lại nữa là các vị thiện nam thiện nữ, nhận biết rõ 7 pháp quán về chúng sinh của chốn của bốn pháp thánh đế, các pháp tổng trì và 18 hành không. Đó gọi là các hàng thiện nam thiện nữ. Đối với 18 pháp ánh sáng trí tuệ đã thành tựu được 9 pháp. Lại nữa là các vị thiện nam thiện nữ, biết rõ về các pháp vô hình, tánh của chúng cũng ở nơi hữu sinh, cũng ở tại vô sinh, ở trong ấy phân biệt nhận ra thấy là không chúng có. Đó gọi là Bồ Tát đối với 18 pháp ánh sáng trí tuệ đã thành tựu được 10 pháp. Lại nữa là các vị thiện nam thiện nữ, quan sát về vô lượng thế giới để nhận rõ tính chất có sinh có diệt, cũng như nhà ảo thuật nhìn xem hình bóng nơi gương. Đó gọi là Bồ Tát đối với 18 pháp ánh sáng trí tuệ đã thành tựu được 11 pháp. Lại nữa này các vị thiện nam thiện nữ, lại nên biết về gốc rễ của 7 sự khổ. Những gì là 7 sự khổ ấy? 1. Biết tâm ấy chẳng từ nơi kia xuất,
tâm kia cũng chẳng ở nơi ấy. Hai, tâm của kia là không ta không người, tâm của ấy cũng là không ta không người. Ba, thế giới của chư Phật là chẳng thể nghĩ bàn. Như Lai, vô thượng, chánh đẳng, chánh giác có thể hóa độ tận cùng số lượng ấy. Bốn, các hàng thiện nam thiện nữ luôn tự tư duy về các pháp khổ không phi ngã, chẳng thấy có thân như hình bóng phản chiếu trong gương. Năm, như ngã thọ thân hình tướng, dứt pháp mười thân thì cũng chẳng thấy gốc của mười thân tự ngã mà có. Sáu, dùng pháp vô ý để khỏi làm nhiễu loạn sự thọ nhận kia, mọi sự thọ nhận giáp pháp ấy, ý không hề thay đổi. Bảy, quán các hành là không hành, hành gốc hành của ngã, hành vị lai là chẳng phải có, chẳng phải chẳng có, chẳng phải không, chẳng phải chẳng không. Đó gọi là bảy hành khổ. Đó gọi là Bồ Tát đối với 18 pháp ánh sáng đã thành tựu được 12 pháp. Lại nữa là các vị thiện nam thiện nữ, quán tưởng về vô lượng không. Ở nơi vô lượng tưởng về không ấy chẳng tự sinh niệm, cũng chẳng thấy có niệm kia. Vì sao? Vì đã xem vô lượng thế giới là không vô tướng. Đó gọi là Bồ Tát đối với 18 pháp ánh sáng trí tuệ đã thành tựu được 13 pháp. Lại nữa là các vị thiện nam thiện nữ, là nên quán về bốn khổ vô lượng. Những gì là bốn khổ? Ở nơi cõi diêm phù lợi, quan sát về cội nguồn các nỗi khổ của vô lượng chúng sinh. Một, sinh khổ biết rõ về gốc ngọn, luôn nhớ nghĩ tới những huy ánh từ lúc còn trong thai. Hai, già khổ với các hình khác sắc đổi, ý chí mạnh mẽ không còn. Ba, bệnh khổ, một đại tăng thêm là một bệnh tăng lên, bốn đại tăng thì bốn bệnh tăng, một đại diệt tức một bệnh diệt, bốn đại diệt tức bốn bệnh diệt. Này các vị tập tánh tử, bệnh là sinh diệt cũng là chẳng sinh diệt. Bây giờ có một vị Bồ Tát tên là Bản Diệt liền đến trước Đức Phật cung kính thưa: Các bạch Thế Tôn, bốn đại gốc là chẳng, gốc là diệt chứ chẳng phải là sinh diệt. Đức Phật nói: Này các vị tập tánh tử, thế nào gọi là bốn đại gốc là diệt chẳng phải là sinh diệt? Bồ Tát Bản Diệt thưa: Các bạch Thế Tôn, gốc không có bốn đại này sinh nên chẳng có từ gốc. Vì vậy mà gọi là gốc diệt chứ chẳng phải là sinh diệt. Đức Phật nói: Này vị tập tánh tử, thế nào là gốc diệt, thế nào là sinh diệt? Bồ Tát Bản Diệt thưa: Các bạch Thế Tôn, gốc không có hình tướng, gốc không có sinh khởi, không thấy khổ cũng không thấy chẳng phải khổ, đó gọi là gốc diệt. Còn chỗ gọi là khởi diệt ấy chỉ là do tâm ta nó hiện tại có thể khiến cho tâm ấy ẩn lặng không giải khởi, đó gọi là khởi diệt. Đức Phật nói: Này vị tập tánh tử, thế nào là tâm quá khứ, tâm hiện tại? Tâm quá khứ chẳng phải là tâm hiện tại, tâm hiện tại chẳng phải là tâm quá khứ. Vậy thì thế nào là gốc diệt, khởi diệt? Bồ Tát Bản Diệt thưa: Kinh bạch Thế Tôn, gốc ấy là không có sinh diệt nên gọi là không diệt. Đức Phật nói: Này vị tập tánh tử, gốc diệt và khởi diệt là do đâu mà sinh? Bồ Tát Bản Diệt thưa: Kinh bạch Thế Tôn, từ vô sinh mà sinh ra. Bấy giờ Đức Thế Tôn khen ngợi Bồ Tát Bản Diệt rằng: Lành thay, lành thay, này vị tập tánh tử, đã có thể ở trước Như Lai để bày ứng đáp thích đáng, linh hoạt chỗ gọi là tử khổ, tức lúc sắp sửa lìa bỏ cuộc sống, bỏ thân này thọ nhận thân khác, với khoảng giữa còn dừng lại ấy, chưa biết được nẻo hướng tới, cả ba đời vị lai hiện tại quá khứ, nên vào lúc đó thần thức luôn dễ nổi sợ hãi, ấy chính là tử khổ. Đó gọi là Bồ Tát đối với 18 pháp ánh sáng trí tuệ đã thành tựu được 14 pháp. Lại nữa là các vị tập tánh tử, nếu các hàng thiện nam thiện nữ nhận rõ về các pháp vô ngã, khổ không, phi thân, gồm đủ bốn hành ấy, thì liền có thể thọ nhận được giáo nghĩa của Như Lai, những gì là bốn. Này các vị tập tánh tử, nếu các hàng thiện nam thiện nữ suy xét về ngã, không thể có ngã, chẳng phải có sắc, cũng chẳng phải không sắc, thấu tỏ thực là không chúng có, đó gọi là vô ngã. Là như các hàng thiện nam thiện nữ tư duy về sự khổ trong pháp giới là không có cội rễ, nếu bày là chẳng phải có khổ cũng chẳng có sinh diệt, đó gọi là phân biệt khổ và không khổ.
như mọi chúng sinh với vô lượng tưởng đầy khắp cả cõi hư không. Biết rõ hết thảy các tưởng ấy là chúng sinh gốc của thức, đều tận cùng nơi hư không, đó gọi là không. Còn thế nào là phi thân? Nếu gọi là phi thân, tức là những gì ngã đạt được. Phân biệt về ngã là không ngã. Thấy cái không thấy, nghe cái không nghe, chẳng phải có thấy, chẳng phải có nghe. Đó gọi là phi thân. Đó chính là Bồ Tát đối với 18 pháp ánh sáng trí tuệ đã thành tựu được 15 pháp. Là nữa này các vị tập tánh tử, như ngã, như các pháp của chư Phật, cùng như cùng với các pháp của chư Phật, như chẳng khác, chẳng có Phật pháp, chẳng có như, cũng lại chẳng khác. Đó gọi là Bồ Tát đối với 18 pháp ánh sáng trí tuệ đã thành tựu được 16 pháp. Là nữa này các vị tập tánh tử, như các hàng thiện nam, thiện nữ, đối với Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác, nói hành nguyện gốc biết rõ về các phần chúng sinh bị có nhiễm ba độc nhiều hay ít, chẳng thấy ba độc cùng ba pháp thanh tịnh, đó gọi là Bồ Tát đối với 18 pháp ánh sáng trí tuệ đã thành tựu được 17 pháp. Lại nữa này các vị tập thánh tử, như các hàng thiện nam thiện nữ, tự nhớ nghĩ về vô số hàng xa kiếp thời quá khứ, là biết rõ về vô số hàng xa kiếp thời hiện tại, là còn biết rõ về vô số hàng xa kiếp ở vị lai, ở trong ấy mà mỗi đều phân biệt nhận ra thấy là không chúng có. Đó gọi là Bồ Tát đối với 18 pháp ánh sáng trí tuệ đã thành tựu gồm đủ 18 pháp ấy. Như các hàng thiện nam thiện nữ nhận rõ được 18 pháp ánh sáng trí tuệ thì ở nơi đại chúng sẽ dứt hết mọi nỗi lo sợ. Cũng giống như vị quốc vương dũng lực mạnh mẽ, phép tắc lãnh đạo gồm đủ, nhẫn hàng thông thuộc luôn phân theo đúng giáo lệnh của nhà vua, không hề thiếu sót hay bỏ mất. Đại Bồ Tát lại cũng như thế, khi đạt được trí tuệ của bậc giác ngộ cùng với giáo pháp và những pháp ấn được trao truyền, thì liền có thể đạt đến một cách hoàn bị vô lượng cánh cửa trí tuệ giải thoát. Thế nào là vô lượng cánh cửa trí tuệ giải thoát? Đó là chư Phật và các cõi của chư Phật là chẳng thể nghĩ bàn. Các pháp của chư Phật cùng pháp tánh của các pháp là chẳng thể nghĩ bàn. Các hàng tỳ kheo tăng, các pháp của tăng và các cõi nước của chư tăng đều là chẳng thể nghĩ bàn. Là có bốn pháp để thực hiện các pháp như thế. Những gì là bốn pháp ấy? Trước hết là từ gốc trải qua vô số kiếp, luôn dốc lòng vì một tâm ý không hề bị lầm lạc. Nếu có các thiện nam thiện nữ giờ lấy gốc của một tâm của một hành, tôi đây biết rõ về hữu lậu hữu tận vô tận, về chư Phật hữu tận vô tận, thì mới có thể có được đầy đủ các đạo hạnh bình đẳng. Bây giờ có một vị Bồ Tát tên là Nguyệt Quang Chiếu liền rời chỗ ngồi đứng dậy đến trước Đức Phật cung kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, con này cũng xin cố gắng nhận lấy việc nêu bày về hữu tận vô tận với sự thực hành các pháp môn. Thế nào gọi là đại Bồ Tát đối với bốn pháp gốc gồm đủ năm hành thì liền có thể nhận biết tường tận về căn bản các pháp của Như Lai, những gì là bốn pháp? Ở đời nhận biết đầy đủ về các nẻo đi đến phân biệt đạo pháp về thế pháp, đó gọi là thành tựu được một pháp. Là dùng các pháp định ý giúp mọi hình mẫu sắc tướng tạo cảm ứng đến khắp các quốc độ, ở nơi các quốc độ ấy giáo hóa chúng sinh, thể hiện sự giáo hóa với các giáo pháp giải thoát. Này các vị thiện nam thiện nữ, đó gọi là thành tựu được hai pháp. Là nữa là các vị thiện nam thiện nữ, đối với các pháp của thân mình không tự thấy có thân, có thể hóa độ vô lượng chúng sinh, rốt cuộc không để bỏ pháp giới chúng sinh, đó gọi là thành tựu được ba pháp. Lại nữa là các vị thiện nam thiện nữ luôn phân biệt nhận rõ về ba pháp hành của Như Lai, những gì là ba pháp ấy. Một là kinh hành, chỗ có thể đến thì biết đã đến, chỗ có thể lại thì biết đã lại, chỗ có thể an tọa thì biết rõ để an tọa. Ý luôn gắn bó với sự nhớ nghĩ sáng suốt, tâm không hề rối loạn. Hai là tọa thiền, như muốn đi đến tòa báu để ngồi kiết già thì liền xua trừ mọi tưởng, để dốc một tâm ý khiến thân không hề chuyển động. Rốt ráo của thiền định ở chỗ bắt đầu không chút phẩm loạn. Nếu là giấy khởi thực hiện các công việc thiện thì chỗ tạ đắc ấy nhất định là thành tựu, không có một tưởng nào khác. Đó gọi là ở trong ba pháp đã thành tựu được bốn pháp. Lại nữa là các vị thiện nam thiện nữ, đối với quá khứ hiện tại tương lai, ta đều chẳng thức tường tận giữa các pháp đang sinh
chưa sinh và đã sinh thì liền có thể ở trong ấy tạo nên tiếng sư tử trống, không hề làm mất các pháp của bản hạnh. Đó gọi là thành tựu được năm pháp. Lại nữa, này các vị thiện nam thiện nữ, Đại Bồ Tát lại nên hiểu biết rõ về ba hành của Như Lai. Thiền định của Như Lai chẳng phải là thiền định của Thế Tục, cũng chẳng phải là thiền định của các bậc A-la-hán bất chư Phật, cũng chẳng phải là thiền định của các địa thứ nhất, thứ hai cho đến địa thứ mười. Vì sao? Và các loại thiền kia đều là hữu hạn, còn thiền của Như Lai là không có giới hạn. Bây giờ, Đức Thế Tôn liền bảo Bồ Tát Nguyệt Quang chiếu. Này vị tộc thánh tử, thế nào gọi là thiền của Thế Tục? Là thiền của các vị còn đang tu học, là thiền của các bậc tu học đã hoàn tất. Thiền từ địa thứ nhất cho đến địa thứ mười. Bồ Tát Kim Nguyệt Quang chiếu thưa với Đức Phật. Kính bạch Thế Tôn, như con từng được nghe Đức Như Lai giảng dạy, đồng ấy có những trường hợp nói về chúng sinh ở cõi dục như các hàng thiện nam thiện nữ, từ lúc mới phát tâm Bồ Đề cho đến khi thành tựu đạo quả vô thượng, bắt đầu ở tại quả đạo, chưa dựa vào quả vị của hàng Bồ Tát, trong đó liền đạt được ba thiền, gồm thiền quá khứ, thiền hiện tại và thiền vị lai. Những hàng thiện nam thiện nữ ấy tuy đạt được ba thiền đó, chính là để có thể tự nhận biết thân quá khứ trong thân mình, thân vị lai trong thân mình, thân hiện tại trong thân mình, nhưng chưa có thể biết được các thân quá khứ hiện tại và vị lai trong thân của người khác. Này các vị thiện nam thiện nữ, thế nào gọi là biết được thân quá khứ trong thân mình? Kinh bạch Thế Tôn, như vào lúc tọa thiền liền tự quán thân mình và giải tưởng bất định, rồi tư duy: ôi, thân này của ta chỉ là các pháp hao mòn hoại diệt. Nên mỗi ý, mỗi niệm chỉ biết rõ về tính chất bất tịnh, bất định của thân, chưa có thể biết được các niệm hướng tới của thân ấy. Bây giờ các vị thiện nam thiện nữ lại tư duy: ta này đã ly bỏ thân này, thì lại nên dốc lòng quán tưởng, như ta này đã biết rõ thân này là vô ngã, và như thế là nhận thức về ngoại vật. Cũng như vậy mà mỗi đều phân biệt và nhận rõ là không thực có. Đó gọi là ở nơi thân hiện tại liền có thể tư duy về quá khứ vị lai. Lại nữa này các vị thiện nam thiện nữ, từ quán tưởng về thân mình và ngoại vật xong, thì bỏ tâm ấy và trở lại việc dốc tâm quán tưởng. Tại này đối với thân này thì đều nhận rõ tính chất chẳng phải có, chẳng phải không, và những chúng sinh kia có giống như thân ta chăng. Liền phân biệt người ngoài trong thân quá khứ, than thở về thân này chỉ là sự hao mòn hủy diệt, không tồn tại lâu dài. Liền giải tưởng bất tịnh xong, lại sinh tiếp tưởng bất tịnh, nhận biết về người ngoài qua thân khác, thân quá khứ như thân mình không khác. Nếu các vị thiện nam thiện nữ bỏ sự nhận biết người ngoài qua thân quá khứ xong, thì là giấy quán tưởng do đâu mà người ấy có trong tâm quá khứ, là từ đâu sinh ra và do đâu mà diệt, là tự tư duy. Như đã bỏ việc quán tưởng người ngoài trong tâm quá khứ, thì liền lại tư duy người ngoài trong tâm vị lai, than thở về thân ấy là từ đâu đến và do đâu mà bị diệt. Đó gọi là các vị thiện nam thiện nữ đang ở trong quả vị của hàng Bồ Tát. Như vậy là liền có thể đạt được đầy đủ các hành của ba thiền. Đức Phật lại hỏi Bồ Tát Nguyệt Quang Chiếu: thế nào gọi là các bậc học dốc lòng tu tập các pháp của ba thiền? Bồ Tát Nguyệt Quang Chiếu thưa với Đức Phật: kính bạch Thế Tôn, đã như các hàng thiện nam thiện nữ ở tại tánh địa được gọi là người tu học, liền muốn tiến tới trên con đường tu tập đạo pháp, tức thì đi đến sáu chốn tịch tỉnh như bên gốc cây, nơi gò vắng vẻ, cùng với hư không bao la yên tĩnh, để có thể ngồi kiết già ngay ngắn, tâm an tịnh tư duy, tự cố gắng để có đầy đủ các pháp hành ba thiền. Những thiện nam thiện nữ ấy bây giờ tự tư duy quán tưởng về thân quá khứ, gốc từ đâu sinh, lại theo cái gì mà diệt, là tự tư duy để lãnh hội được thân ấy gốc là không có chốn sinh, cũng không có chốn diệt. Các hàng thiện nam thiện nữ tức thì lìa bỏ thân ấy để trở lại dốc quán tưởng: ta hiện nay với thân này là từ đâu sinh và do đâu diệt, đối với thân vị lai lại cũng như thế chăng. Liền tự tư duy trong thân vị lai kia là từ đâu sinh, từ đâu diệt, rồi bèn tự giới niệm:
nơi thân vị lai ấy cũng chẳng có sinh, cũng chẳng có diệt. Đó gọi là các vị thiện nam thiện nữ ở nơi cõi tu học có được đầy đủ ba thiền. Thế nào là những người tu học quán thân mình đối với thân người khác còn đủ ba thiền? Những vị thiện nam thiện nữ ấy lúc này lìa bỏ thân đó xong, tự quán về thân ngoài cùng trong thân quá khứ, gốc từ đâu sinh, từ đâu diệt, khiến tự tư duy. Ôi, thân quá khứ của kẻ khác ấy là từ đâu sinh ra và từ đâu diệt mất. Lai tự tư duy, trong thân quá khứ này cũng chẳng sinh, cũng chẳng diệt. Lại bỏ tư duy ấy và tiếp tục là quán tưởng. Thân quá khứ này đã chẳng sinh trở lại, đã chẳng diệt trở lại. Thân trong vị lai ấy là từ đâu sinh, là từ đâu diệt. Liền tự sinh niệm, thân trong vị lai ấy cũng chẳng có sinh diệt. Đó gọi là các vị thiện nam thiện nữ đối với thân người khác trong thân quá khứ vị lai cũng đủ ba thiền. Đức Phật bảo Bồ Tát Nguyệt Quang Chiếu, thế nào gọi là những hàng thiện nam thiện nữ đối với sự tu học đã hoàn thành có được đầy đủ ba thiền? Bồ Tát Nguyệt Quang Chiếu thưa với Đức Phật, kính bạch Thế Tôn, như các vị thiện nam thiện nữ vô hướng tới cõi lậu nhằm xác định các pháp vô lậu, liền tự tư duy trong tư thế ngồi kiết già ngay ngắn, thân trong quá khứ ấy là từ đâu sinh, là từ đâu diệt. Lại tự tư duy tiếp, thân trong quá khứ ấy là cũng chẳng sinh, cũng chẳng diệt. Bây giờ các vị thiện nam thiện nữ đó liền lìa bỏ sự quán tưởng ấy và trở lại tư duy. Ta này đã quán thân trong quá khứ, là nên quán về ta và thân quá khứ của ta. Cũng chẳng thấy có sinh, chẳng thấy có diệt, không có kiếp, không có hiện hữu, cũng không sinh tử, cũng không có quốc độ. Đó gọi là các hàng thiện nam thiện nữ ở cõi tu hoàng tất có được đầy đủ ba thiện. Đức Thế Tôn lại hỏi Bồ Tát Nguyệt Quang Chiếu, thế nào gọi là Bồ Tát đạt địa thứ nhất, khác hành chẳng tận, có được đầy đủ ba thiện? Bồ Tát Nguyệt Quang Chiếu thưa, kính bạch Thế Tôn, dùng quán không thân để quán niệm và thân, lấy gốc của vô niệm để không làm mất sự diễn biến của niệm, không lấy thanh để nhận âm hưởng, qua khỏi địa ban đầu của Bồ Tát, ba lần vượt qua tánh địa, ba lần hướng tới tất cả các pháp. Đó gọi là các hàng thiện nam thiện nữ đã có được đầy đủ ba thiền. Đức Phật lại hỏi Bồ Tát Nguyệt Quang Chiếu, này các vị tập tánh tự, sao không thấy Bồ Tát nói đến địa thứ nhất của ba thiền? Thưa, chẳng thấy có cảnh giới, vì thế mà không nêu bày. Đức Phật nói, không thân chăng, có thân chăng, chứ đâu mà không nêu? Thưa, có thân. Đức Phật lại hỏi, thân ấy là pháp thân hay là thân của bốn đại? Thưa, đó là thân của cha mẹ sinh ra. Đức Phật nói, Bồ Tát nói dùng thân của cha mẹ sinh ra, làm thế nào thành tựu được ba thiền? Bồ Tát Nguyệt Quang Chiếu thưa với Đức Phật, nhờ con lúc mới cầu Đức Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác an toàn nơi gốc cây Bồ Đề, tâm không hề có chút hoảng sợ, liền nhớ nghĩ cảnh lửa cháy rực trong ba cõi, tức thì tự tư duy chư Phật quá khứ thể đều nhập bát niết hoàn. Như vậy là đã có thể hóa độ được bao nhiêu chúng sinh từ quá khứ, đạt các quả vị tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, a la hán bất chi Phật. Lại tự tư duy đối với đời vị lai cũng như thế. Đó gọi là Bồ Tát ở địa thứ nhất có được đầy đủ một hành thiện. Như con ở quả vị Bồ Tát của địa thứ nhất, quan sát nhận thấy nơi ba cõi, góc hình của địa thứ nhất vượt lên trên các hạng A-la-hán, Bích Chư Phật. Đó gọi là Bồ Tát của địa thứ nhất đã thành tựu được hai thiền. Như các hạng thiện nam thiện nữ, đạt được địa thứ nhất, phân biệt về trong ngoài thân, nhờ lấy ba không về thân, dự dạng các giáp pháp không hề có sự xá lạc. Đó gọi là ở trong địa thứ nhất, thành tựu được ba thiền. Đức Phật lại hỏi Bồ Tát Nguyệt Quang Chiếu, Bồ Tát sao chẳng nói về các bậc tu đại hàm, a la hàm thực hiện ba thiền? Bồ Tát Nguyệt Quang Chiếu thưa, có bậc Thế Tôn, như các hàng thiện nam thiện nữ đã ở lại khiến địa liền tự tư duy, thân ta trong thân quá khứ, thân vị lai cũng đều chẳng có thân ấy, cũng không có tưởng về Phật, về Pháp, cũng không thể có tưởng về thân. Đó gọi là thân trong quá khứ, có được đầy đủ ba thiền. Thế nào gọi là thân trong vị lai có được đầy đủ ba thiền? Bây giờ các vị tự đại hàm là tự quan sát trong ngoài để lại bỏ các thứ phiền não cố nhiễm. Đối với cõi ba thiền, luôn gắn chặt mọi niệm không hề quên, tôi đã tự chứng đạt được
nhưng không hủy hoại tự tướng, cũng như tự tướng của vô sở pháp đối nhau, tự phân biệt về chanh thân, cứu thân, vị thân, là quán về bên ngoài với vô lượng chúng sinh không giới tưởng và Phật, nó đã thành tựu được tưởng và Phật bình đẳng bất nhị, khiến thể đều được thanh tịnh, không còn thể có đi đến, lui tới, cũng không còn có xa gần. Đó gọi là bậc tứ đại hàm, đối với thân trong vị lai có được đầy đủ ba thiền. Lại nữa, các vị thiện nam thiện nữ an tọa tư duy, do đạt được pháp không còn trở lại, nên tự phân biệt. Ta nay đã an định nơi địa tọa chứng, không hủy hoại hình tướng tự nhiên của các pháp, tự thẩm xét để minh chứng. Ta đã vượt qua một, hai, ba, chẳng còn qua lại nữa. Sau nơi cõi sinh tử, nhưng tâm ý luôn an nhiên, không gì có thể làm lay chuyển. Đó gọi là các vị thiện nam thiện nữ ở nơi thân mình, đã quán về quá khứ. Đối với vị lai thì cũng như thế. Bây giờ, Đức Thế Tôn hỏi Bồ Tát Việt Quang Chiếu, bậc A Na Hàm đạt được các pháp quá khứ chăng, hay là chưa đạt được các pháp quá khứ? Bồ Tát Việt Quang Chiếu thưa, kính bạch Thế Tôn, bậc A Na Hàm đã đạt được các pháp quá khứ, nhưng chưa dứt sạch hết các pháp quá khứ. Thế nào gọi là đạt được các pháp quá khứ nhưng chưa dứt sạch hết các pháp ấy? Đó là bậc A Na Hàm, tăng ở nơi quá khứ, còn pháp thì ở vị lai. Đó gọi là đã đạt được các pháp quá khứ nhưng chưa dứt sạch hết các pháp quá khứ. Là nữa, bậc A Na Hàm đang ở nơi vị lai nhưng pháp đã ở quá khứ. Đấy cũng chính là đã đạt được các pháp quá khứ nhưng chưa dứt sạch hết các pháp ấy. Là nữa là các vị thiện nam, thiện nữ, bậc A Na Hàm thân chưa ở quá khứ, chưa ở hiện tại nhưng pháp thì đã có trước nơi quá khứ và hiện tại. Đó gọi là bậc A Na Hàm đã được các pháp quá khứ nhưng chưa dứt sạch hết các pháp ấy. Đức Phật lại hỏi Bồ Tát Nguyệt Quang Chiếu, bậc A Đà Hàm đạt được các pháp quá khứ nhưng chưa dứt sạch hết các pháp quá khứ ấy chăng? Bồ Tát Nguyệt Quang Chiếu thưa, cái bậc Thế Tôn, bậc Tư Đà Hàm tuy có thân quá khứ nhưng chưa đạt được pháp quá khứ và cũng chưa thể dứt sạch hết các pháp ấy. Đức Phật hỏi, thế nào gọi là bậc Tư Đà Hàm có được thân quá khứ nhưng chưa có được pháp quá khứ và chưa dứt sạch hết các pháp quá khứ? Bồ Tát Nguyệt Quang Chiếu thừa, bậc Tư Đà Hàm thân quá khứ đã diệt, nhưng các pháp quá khứ chưa hết, tự quán các pháp vị lai xong được các pháp quá khứ cũng là không chúng có. Như bậc A Na Hàm không có thân quá khứ nhưng có pháp quá khứ, như bậc Tư Đà Hàm thì không có được như thế. Cũng như gương sáng nhìn xem hình bóng trong ấy, chẳng phải như mặt cùng thấy. Vì thế mà bậc Tư Đà Hàm chẳng như vậy. Thức của A Na Hàm như vàng đã được luyện thuần thục, còn thức của Tư Đà Hàm thì như vàng chưa được luyện, do vậy mà có sự khác nhau. Đức Phật lại hỏi, này vị tập thánh tử, như Bồ Tát vừa nói thì bậc A Na Hàm đạt được pháp quá khứ, đã dứt sạch hết các pháp quá khứ, đã đạt được các pháp vị lai và cũng dứt sạch hết các pháp vị lai, đã thành tựu được hết thảy các pháp chưa thành tựu chăng? Thưa, chẳng phải thế. Tuy là vàng đã được luyện nhưng chưa trở lại thành vật dụng, có thể có loại vàng mang tên là chưa có hình tượng chăng? Đức Phật lại nói, lành thay, là vì tập tánh tử đã khéo léo giảng về người ấy. Như bậc A Na Hàm đã không có pháp quá khứ, đã dứt sạch pháp quá khứ, không còn pháp vị lai để dứt sạch pháp các pháp vị lai. Như hiện tại A La Hán đã được các pháp quá khứ, dứt sạch hết các pháp quá khứ chăng? Đạt được các pháp vị lai và dứt sạch hết các pháp vị lai chăng? Thưa, đạt được các pháp quá khứ nhưng chưa dứt sạch hết các pháp quá khứ, đạt được các pháp vị lai nhưng chưa dứt sạch hết các pháp vị lai, do đó có sự khác biệt. Bây giờ Đức Thế Tôn hỏi Bồ Tát Nguyệt Quang Chiếu, thế nào gọi là Bồ Tát ở địa thứ hai có được đầy đủ hành ba thiền? Bồ Tát Nguyệt Quang Chiếu thưa, kính bạch Thế Tôn, như các vị Bồ Tát ở địa thứ hai phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, chẳng thấy trong cũng như ngoài thân, luôn gắn chặt niệm với hiện tại để tự tư duy. Từ đây trong thân này đã có trong thân quá khứ hay không có trong thân quá khứ, có thân có trong thân vị lai hay không có trong thân vị lai. Nếu bỏ quán ấy xong thì trở lại tư duy, ta nay đã không có thân trong thân ngoài, thế thì làm sao ở nơi thân trong mong có trong thân quá khứ và trong thân vị lai?
Đó gọi là Bồ Tát ở đề thứ hai, để giới nội ngoại thân mình có đầy đủ ba thiền. Bây giờ Bồ Tát ở đề thứ hai lại suy niệm ta đang đối với thân trong ngoại thì đều nhận rõ, vậy phải nên lần lượt quán thân trong ngoài của kẻ khác với các pháp so cùng ta có gì khác chăng, tự chuyển biến lên thêm phía trước để quán thân nội ngoại của kẻ khác có thân quá khứ hay không có thân quá khứ, có thân vị lai hay chẳng có thân vị lai. Đó gọi là các vị thiện nam thiện nữ ở nơi địa thứ hai đối với thân quá khứ của kẻ khác đã thành tựu được ba thiện. Đức Thế Tôn lại hỏi Bồ Tát Nguyệt Quang Chiếu, thế nào gọi là các hàng thiện nam thiện nữ đạt được địa thứ ba và ở trong địa thứ ba ấy đã thành tựu được ba thiện? Bồ Tát Nguyệt Quang Chiếu thưa, kính bạch Thế Tôn, như các hàng thiện nam thiện nữ ở địa thứ ba an tọa ngay ngắn và tư duy đối với bên trong quán thân quá khứ là thân quá khứ chăng hay không có thân quá khứ, lại đối với trong quán thân vị lai là có thân vị lai hay không có thân vị lai, là tự tư duy ta không có địa thứ nhất trong thân quá khứ chăng, thân quá khứ cũng lại không có địa thứ nhất trong thân vị lai chăng, thân vị lai cũng lại không có địa thứ nhất trong thân quá khứ của kẻ khác chăng, thân quá khứ cũng lại không có địa thứ nhất trong thân vị lai của kẻ khác chăng. Thân vị lai lại quán địa thứ hai, quán bên trong thân quá khứ là có thân quá khứ hay không có thân quá khứ, quán bên trong thân vị lai là có thân vị lai hay không có thân vị lai, lại tự tư duy ta không có địa thứ hai không có trong thân quá khứ chăng. Thân quá khứ lại cũng không có địa thứ hai trong thân vị lai chăng, thân vị lai cũng lại không có địa thứ hai trong thân quá khứ của kẻ khác chăng, thân quá khứ lại cũng không có địa thứ hai trong thân vị lai của kẻ khác chăng. Thân vị lai như ta hiện nay quán về ta trong địa thứ ba là có trong thân quá khứ hay không có trong thân quá khứ, là từ quán là có trong thân vị lai hay không có trong thân vị lai, từ ở nơi địa ấy quán là có trong thân quá khứ kẻ khác hay không có trong thân quá khứ kẻ khác, quán xem là có trong thân vị lai kẻ khác hay chẳng có trong thân chăng. Đó gọi là các hạng thiện nam thiện nữ ở trong địa thứ ba đã có được đầy đủ ba thiền. Bây giờ Đức Thế Tôn hỏi Bồ Tát Nguyệt Quang Chiếu, thế nào gọi là các vị thiện nam thiện nữ ở trong địa thứ tư có được đầy đủ ba thiền? Bồ Tát Nguyệt Quang Chiếu thưa, kính bạch Thế Tôn, như các hạng thiện nam thiện nữ ở địa thứ tư an tọa ngay ngắn và tư duy ở nơi nội quán là có thân quá khứ hay không có thân quá khứ, là nội quán về thân vị lai là có thân hay không có thân vị lai, là tự tư duy ta đã không có địa thứ nhất, địa thứ hai, địa thứ ba không có thân quá khứ cũng không có thân vị lai, hai quốc trong địa thứ tư có thân quá khứ, trong địa thứ tư không có thân quá khứ, địa thứ tư có thân vị lai, địa thứ tư không có thân vị lai. Đó gọi là các hàng thiện nam thiện nữ ở trong địa thứ tư thành tựu đủ ba thiền. Đức Thế Tôn hỏi Bồ Tát Nguyệt Quang Chiếu, thế nào gọi là các hàng thiện nam thiện nữ ở trong địa thứ năm có đầy đủ ba thiền? Bồ Tát Nguyệt Quang Chiếu thưa, kính bạch Thế Tôn, như các vị thiện nam thiện nữ ở trong địa thứ năm an tọa ngay ngắn và tư duy nội quán về thân quá khứ là có hay không có thân quá khứ, nội quán về thân vị lai là có hay không có thân vị lai, lại từ tư duy ta nay đã lìa địa thứ nhất, địa thứ hai cho đến địa thứ tư, ở trong địa thứ tư đối với việc nội quán là có thân quá khứ hay không có thân quá khứ, đối với nội quán về thân vị lai là có hay không có thân vị lai, lại bỏ sự việc ấy xong thì quán không có thân quá khứ trong thân quá khứ của kẻ khác, không có thân vị lai trong thân vị lai của kẻ khác, huống chi ta nơi địa thứ năm đối với nội quán có thân quá khứ hay không có thân quá khứ, đối với việc quán kẻ khác là có thân vị lai hay không vị lai. Đó gọi là các vị thiện nam thiện nữ ở trong địa thứ năm có được đầy đủ ba thiền. Đức Thế Tôn lại hỏi Bồ Tát Nguyệt Quang Chiếu, thế nào gọi là các vị thiện nam thiện nữ ở nơi địa thứ sáu có được đầy đủ ba thiền? Bồ Tát Nguyệt Quang Chiếu thưa, kính bạch Thế Tôn, như các hàng thiện nam thiện nữ ở trong địa thứ sáu an tọa nghiêm trang và tư duy quán về ngã là không có thân, và ở trong thân vô ngã ấy đã quán về bên trong
có hay không có thân quá khứ. Đáp án là nội quán và thân vị lai là có hay không có thân vị lai. Đó gọi là các hàng thiện nam thiện nữ đạt địa thứ sáu, và ở trong địa thứ sáu ấy đã thành tựu đủ ba thiền. Các vị thiện nam thiện nữ ở nơi địa thứ sáu ấy lìa bỏ thân vô ngã xong, là đối với sự quán nội về thân kẻ khác, có hay không có thân quá khứ, có hay không có thân vị lai, là tự tư duy quán nội về kẻ khác là có thân quá khứ hay không có thân quá khứ, là nội quán về kẻ khác là có thân vị lai hay không có thân vị lai. Đó gọi là các hàng thiện nam thiện nữ ở trong địa thứ sáu đã thành tựu ba thiện. Đức Phật lại hỏi Bồ Tát Việt Quang Chiếu, thế nào gọi là các hàng thiện nam thiện nữ đạt địa thứ bảy và ở trong địa thứ bảy ấy đã thành tựu đủ ba thiện? Bồ Tát Việt Quang Chiếu thưa, cơ mật Thế Tôn, như các hàng thiện nam thiện nữ ở những nơi chốn vắng vẻ tịch tịnh, an tọa trang nghiêm và tư duy nội quán về thân quá khứ là có hay không có thân quá khứ, là nội quán về thân vị lai là có hay không có thân vị lai, các vị thiện nam thiện nữ ấy lại suy nghĩ, ta nay đã liền bỏ địa thứ nhất, không có thân quá khứ trong thân quá khứ, không có thân vị lai trong thân vị lai, cho tới địa thứ sáu đều không có thân quá khứ trong thân quá khứ, không có thân vị lai trong thân vị lai. Vậy thì làm sao ở trong địa thứ bảy lại có trong thân quá khứ hay không có trong thân quá khứ, có trong thân vị lai hay không có trong thân vị lai? Đó gọi là các hàng thiện nam thiện nữ ở trong địa thứ bảy đã thành tựu đủ ba thiện. Đức Phật lại hỏi Bồ Tát Nguyệt Quang Chiếu, thế nào gọi là các hàng thiện nam thiện nữ ở trong địa thứ bảy nội quán về kẻ khác là có thân quá khứ hay chẳng phải thân quá khứ, thân vị lai hay chẳng phải thân vị lai? Bồ Tát Nguyệt Quang Chiếu thưa, các bậc Thế Tôn, các vị thiện nam thiện nữ quán về kẻ khác trong thân quá khứ chẳng phải có trong thân quá khứ của kẻ khác, là quán về kẻ khác trong thân vị lai chẳng phải có trong thân vị lai của kẻ khác. Đức Phật nói, này các vị tập thánh tử, hãy nên dừng lại, chẳng phải là cảnh giới của chánh Bồ Tát. Vì sao về các hàng thiện nam thiện nữ ở địa thứ bảy quán về kẻ khác trong thân quá khứ cũng chẳng có trong thân quá khứ của kẻ khác, chỉ là không có trong thân vị lai của kẻ khác? Vì sao Bồ Tát vì sao lại cho rằng các hàng thiện nam thiện nữ ở trong địa thứ bảy đã thành tựu được trong thân vị lai của kẻ khác? Bồ Tát Nguyệt Quang Chiếu thưa với Đức Phật, kính bạch Thế Tôn, cho con quán kẻ khác trong thân vị lai chẳng phải có chẳng phải không, vì thế nên nói là thành tựu. Đức Phật lại hỏi Bồ Tát Nguyệt Quang Chiếu, thế nào gọi là các vị thiện nam thiện nữ đạt được địa thứ tám và trong địa thứ tám ấy đã thành tựu đủ ba thiện? Bồ Tát Nguyệt Quang Chiếu thưa, kính bạch Thế Tôn, những các vị thiện nam thiện nữ ấy an toàn ngay ngắn và tư duy quán nội thân quá khứ không có trong thân quá khứ, quán nội thân vị lai không có trong thân vị lai, quán kẻ khác trong thân quá khứ không có trong thân quá khứ, quán kẻ khác trong thân vị lai không có trong thân vị lai. Hoặc có lúc các vị thiện nam thiện nữ tự quán nội thân quá khứ lúc chẳng phải có chẳng phải không, giống như hư không chứ có thể diệt trong thân vị lai, và có khi quán lúc trong thân vị lai chứ có thể diệt trong thân quá khứ. Hoặc có khi quán về kẻ khác lúc trong thân quá khứ chứ có thể diệt trong thân vị lai của kẻ khác, quán về kẻ khác lúc trong thân vị lai chứ có thể diệt trong thân quá khứ của kẻ khác. Đó gọi là các vị thiện nam thiện nữ ở trong địa thứ tám đã thành tựu đủ ba thiện. Đức Phật là Bồ Tát Nguyệt Quang Chiếu, thế nào gọi là các hàng thiện nam thiện nữ đạt được địa thứ chín và ở trong địa thứ chín ấy đã thành tựu được ba thiện? Bồ Tát Nguyệt Quang Chiếu thưa, kính bạch Thế Tôn, như các vị thiện nam thiện nữ ấy an toàn ngay ngắn và tư duy quán nội là có thân quá khứ chăng hay chẳng có thân quá khứ, tự quán nội về thân vị lai là có hay không có thân vị lai, các vị thiện nam thiện nữ bỏ pháp ấy xong thì lại quán về kẻ khác trong thân quá khứ là có hay không có thân quá khứ, lại quán về kẻ khác trong thân vị lai là có thân vị lai hay không có trong thân vị lai. Bỏ pháp quán ấy thì lại tiếp tục tư duy như vậy, ta gốc là không có thân quá khứ trong thân quá khứ, gốc là không có thân vị lai trong thân vị lai, huống chi là sẽ có.
Kẻ khác ngoài thân quá khứ, không có thân quá khứ. Kẻ khác ngoài thân vị lai, không có thân vị lai. Từ đấy giữ tâm luôn bền chắc, không rời bỏ thể nguyện gốc của mình. Đó gọi là các hàng thiện nam thiện nữ. Ở trong địa tứ chính đã thành tựu đủ ba thiền. Lại là các vị thiện nam thiện nữ ở trong địa tứ chính ấy lại đang tu tập ba hạnh của thiền cho đến khi an toàn nơi đạo tràng mà không hề bị sai trái hay mất mát. Những gì là ba hạnh? Một quán, hai hành, ba gốc. Nếu có thể thành tựu được ba pháp ấy thì liền đạt được đầy đủ đạo quả để đến đạo tràng. Thế nào là quán? Phân biệt pháp giới, biết rõ mọi cội rễ cùng các hình tướng trang nghiêm, đó gọi là quán. Thế nào là hành? Đi đến cây nơi cây bồ đề, hiện thân với các sắc tướng và các lậu đã hoàn toàn dứt sạch, không còn bị các thứ phiền não bụi bặm làm cho ô nhiễm. Chư Phật Như Lai với nẻo hành hóa quán thuộc của bốn pháp phi thường, đó gọi là hành. Thế nào là gốc? Đại Bồ Tát tự suy nghĩ, tối nay thệ nguyện lớn đã được đầy đủ, sẽ giúp khiến cho chúng sinh có được đầy đủ thệ nguyện lớn lao đó. Đấy gọi là gốc. Các vị thiện nam thiện nữ đạt độ ba hạnh ấy thì liền có thể liền được đầy đủ các pháp để đến đạo tràng. Lại nữa, các vị thiện nam thiện nữ phải nên có đầy đủ ba pháp thiền để đến được đạo tràng. Những gì là ba pháp? Một không không, hai tưởng không, ba thức không. Nếu có đầy đủ ba pháp không đó thì liền có thể hoàn thành các pháp cần thiết để đến đạo tràng. Thế nào gọi là không không? Chỗ gọi là không ấy tức là quán các pháp trong ngoài đều là không, cả đến việc quán một thế giới, hai thế giới cho tới vô số a tăng kỳ thế giới cũng thế, đó gọi là pháp không. Thế nào gọi là tưởng không? Như nhập pháp định ý quán tưởng khắp các thế giới nhưng không hề chánh niệm là hữu không vô không, hữu ngã vô ngã, đó gọi là tưởng không. Thế nào là thức không? Lúc nhập pháp định ý ấy là quán, là giới quán tưởng này. Ta đây chỉ giúp nhớ nghĩ đến chúng sinh chứ không có một tưởng nào khác, cũng sẽ khiến cho chúng sinh thể được thanh tịnh như ta. Nhưng những chúng sinh ấy có tới vô lượng thức, ta đây sẽ dùng thức gì để giáo hóa họ? Ta đây sẽ dùng thức không khiến cho thế giới này thấy đều như hư không, làm cho mọi chúng sinh kia phân biệt nhận ra sự tam vướng của thức mình. Đó gọi là các hàng thiện nam thiện nữ ở trong địa tứ chính đã thành tựu đủ ba thiền. Là có ba pháp, là những nẻo cần đang tu tập. Những gì là ba pháp? Một phân biệt nhận rõ thế giới, hai nhận rõ cõi chúng sinh, ba thấu đạt diệu nghĩa bậc nhất. Để giúp tu tập ba phép ấy thì liền có thể đi đến đạo tràng mà không hề sợ hãi. Thế nào gọi là phân biệt thế giới? Có thể quan sát tận khắp hết thảy các cõi, có những loại thanh tịnh và không thanh tịnh, tất thảy thấu đạt không chút lầm lạc, theo ý để lựa chọn nhằm tu tập giữ gìn cửa sửa sang cõi Phật. Đó gọi là phân biệt thế giới. Thế nào gọi là cõi chúng sinh? Là phải quan sát tất cả chúng sinh luôn sử dụng các phương tiện quyền xảo để giáo hóa họ, không rời thể nguyện lớn của tâm đại từ bi bao la, dù trải qua bao kiếp cũng không cho là khó nhọc. Đó gọi là các hàng thiện nam thiện nữ đã thành tựu được cõi chúng sinh. Thế nào là thành tựu được diệu nghĩa bậc nhất? Mỗi mỗi thầy phân biệt ý nghĩa hướng tới của chúng sinh là tất cả quy về nơi không, không ngã, không nhân, không tọa mạng, cũng không có một, hai, cho đến tất cả các pháp cũng là như vậy. Đó gọi là phân biệt và thấu đạt diệu nghĩa bậc nhất. Nếu các hàng thiện nam thiện nữ thành tựu được ba pháp ấy thì liền có được đầy đủ các pháp để đi đến đạo tràng. Là có ba pháp thần túc. Một, thần túc biết rõ về các pháp quá khứ. Hai, thần túc biết rõ về các pháp vị lai. Ba, thần túc biết rõ về các pháp hiện tại. Nếu các hàng thiện nam thiện nữ đạt được ba pháp ấy thì liền có thể gồm đủ được các pháp đạt tới đạo tràng. Thế nào gọi là thần túc? Biết rõ các pháp quá khứ đối với các thiện nam thiện nữ ở địa thứ 9 luôn nhận biết về các pháp quá khứ như tưởng và hư không, phân biệt chúng sinh quá khứ với những hạng tham dục giận dữ si mê tâm bị cấu nhiễm cùng hạng không tham dục giận dữ si mê tâm không bị cấu nhiễm, và mọi đối tượng đều phân biệt nhận rõ và không hề tham vướng. Đó gọi là thần túc nhận biết các pháp quá khứ. Thế nào gọi là thần túc nhận biết các pháp vị lai? Đối với các vị thiền nam thiền nữ đã đạt được địa thứ 9
Chẳng biết về chúng sinh thọ nhận hình tướng trong đời vị lai, có hàng tham dục giận dữ si mê tâm bị khấu nhiễm, có hàng không tham dục giận dữ si mê tâm không bị khấu nhiễm, mà mỗi đối tượng đều nhận rõ mà không hề tham vướng, đó gọi là thần túc nhận biết các pháp vị lai. Lại nữa, các hàng thiện nam thiện nữ đẹp địa thứ chín nhận biết biết về tất cả chúng sinh nơi hiện tại có tham dục giận dữ si mê tâm bị khấu nhiễm, hoặc không có tham dục sân hận si mê tâm không bị nhiễm ô, mà mỗi đối tượng sẽ đều phân biệt nhận rõ mà không hề tham đắm, đó gọi là thần túc nhận biết về các pháp hiện tại. Đấy gọi là bậc trụ địa thứ chín đã thành tựu được ba pháp để tiến tới đạo tràng. Lại nữa, các hàng thiện nam thiện nữ ở trong địa thứ chín là có ba pháp để đạt đến đạo tràng: một, thân thanh tịnh; hai, miệng thanh tịnh; ba, ý thanh tịnh. Đạt được ba pháp ấy thì hoàn thành đủ các pháp để đến đạo tràng. Thế nào là thân thanh tịnh? Thân đã vượt qua vô lượng đức hạnh, gốc mọi hành đã dứt, đã không tạo thân hạnh nữa, các thân đều thông đạt không chút trở ngại, đó gọi là Bồ Tát trụ địa thứ chín có được thân thanh tịnh. Thế nào là miệng thanh tịnh? Miệng phát ra vô lượng giáo pháp chưa từng bị thiếu sót hao giảm, thể hiện kho tàng thâm diệu vô biên, đó gọi là miệng thanh tịnh. Thế nào là ý thanh tịnh? Tâm ý luôn dứt trừ mọi thứ cấu nhiễm tham đắm, không còn bị phiền não bụi bặm che phủ, đó gọi là ý thanh tịnh. Bây giờ Bồ Tát Nguyệt Quang Chiếu đã đọc bài kệ: thân tịnh không bận nhơ, trong ngoài đều sạch nhiễm, đức cao không gì hơn, vĩnh viễn dứt ba độc. Miệng tịnh vì nói pháp lậu hết lỗi lầm không, cho đến khi diệt độ ngôn giáo thật không cùng. Ý tịnh trừ tham chấp, từ bi không tăng giảm, trong vô lượng kiếp trải thức tịnh bao kẻ mê, cổ địa có quá khứ chẳng có cũng chẳng không. Các vị thiện nam nữ đã nhập cõi Như Lai, con gốc vô lượng đời tìm thầy bạn dốc học, còn chưa rõ hành này khuôn bao kẻ rối nổi, giữa hành không hề vướng, dấp chí đạt quả Phật, hành vượt khỏi ba cõi, sư tử rống cõi người. Đó gọi là các vị thiện nam thiện nữ ở địa thứ chín đã thành tựu đủ ba pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Kinh Bồ Tát Anh Lạc quyển 5.